Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom Quick Review. Và như anh em biết đấy thì GTX 1650 là một trong những chiếc card được rất là nhiều anh em tìm mua bởi vì với mức giá khá là rẻ và tầm khá là thấp, đặc biệt dành cho những anh em nào không có quá là nhiều tiền để mua cảm hình mà vẫn muốn một trải nghiệm chơi game tốt. Vậy thì hôm nay trên tay mình đây là một chiếc cảm hình Asus Fionix GTX 1650. Chúng ta hãy cùng xem với mức giá khoảng bây giờ là 6.899.000 thì nó sẽ đem lại được những gì cho anh em nhé. Thì ở bên trong chiếc hộp chúng ta, với chiếc card này chúng ta sẽ không được nhận gì quá là nhiều, chỉ có chiếc card và một số giấy tờ thôi. Đó, sẽ có này, phiếu cảm ơn này, phiếu bảo hành này, cộng với cả một cái speed setup dành cho những chiếc card của Asus. Bây giờ mình sẽ tập trung vào chiếc card nhé. Thì về những thông tin cơ bản, chiếc card này đang sử dụng đó chính là TU117, tức là cấu trúc Turing. Thì một điểm mà cực kỳ đặc biệt trên chiếc card này đó chính là sử dụng 4GB GDDR6 nhé. Tức là hiệu năng của nó sẽ cao hơn một chút so với cả những phiên bản GDDR5 và đáng mua hơn so với cả phiên bản GDDR5. Về cái vẻ ngoài thì chiếc card này sẽ có là một fan mà thôi, và những cái fan cộng với cả vỏ bọc fan cộng với cả cái bo mạch của nó sẽ có một cái màu đen huyền bí, tạo ra một cái cảm giác sang trọng hơn, một cảm giác ok hơn. Nhưng mà rất tiếc là nó sẽ không có cái backplate gì hết, dẫn tới cái câu chuyện là cái bo mạch trần này nhìn trông nó hơi tức mắt một chút. Và tất nhiên rồi, thiết kế này sẽ là thiết kế 2 slot và đầy đủ 2 slot luôn. Thì nên là anh em khi mà mua card ấy, bắt buộc sẽ phải chuẩn bị cho mình đầy đủ chỗ cho chiếc card này nhá. Về cổng kết nối thì sao? Chúng ta sẽ có ở đây là một cổng DVI-D này, một cổng HDMI 2.0B này và một cổng DisplayPort 1.4. Tức là anh em có thể xuất được ở độ phân giải 8K 60Hz này, 4K 120Hz hoặc là 2K 240Hz thông qua cổng DisplayPort này. Nhưng mà thực sự thì nếu mà bảo là xuất ở 2K 240 hoặc là 4K hoặc 8K thì có vẻ hơi khó. Tại vì chiếc card này nó có một hiệu năng không quá là cao, tại vì nó chỉ là một chiếc card dòng thấp thôi mà. Về lượng điện tiêu thụ thì sao? Chiếc card này sẽ sử dụng là 75W, tức là vừa đúng vừa đủ so với lượng điện mà cổng PCIe cung cấp. Thế nên là chiếc card này không yêu cầu bất kỳ một cổng nguồn phụ nào. Nếu anh em thấy đây, đấy, cái khu vực nguồn phụ này không có một cái gì hết. Thế nên là anh em có thể sử dụng tất cả các loại nguồn trên 250W với nó rất là dễ dàng và ok, khá là ổn. Về tản nhiệt thì sao? Thì chiếc card này sử dụng đó chính là một quạt mà thôi, và phía bên dưới của chiếc quạt này sẽ là một cái lớp nhôm cũng tương đối là mỏng, dẫn tới một câu chuyện là cái mức nhiệt của nó cung cấp được cũng khá là ổn áp. Khi mà mình test ý, thì mức nhiệt của nó sẽ tăng lên là 69 độ khi mà cao nhất, còn khi mà thấp thì cũng rơi vào khoảng tầm trên 40 độ một chút. Và với cái mức nhiệt đó thì mình cảm thấy rằng là cũng khá là ổn với một chiếc card như này, vì nó chỉ là GTX 1650 thôi, cũng không cần là quá cao lên hơn so với cả bình thường, và chỉ cần dưới 80 độ mình cũng cảm thấy là quá được rồi. Về cái công nghệ thì đầu tiên là chiếc card này hỗ trợ DirectX 12 này, công nghệ OpenGL là 4.6 và Vulkan là 1.2 sẽ đáp ứng được tất cả những tựa game trong thời điểm hiện tại 2021 như này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là công nghệ G-Sync. Tức là sao? Cái công nghệ này sẽ giúp cho anh em khi mà cắm vào chiếc màn hình tương thích ấy, sẽ điều chỉnh cái độ làm tươi dựa theo cái mức FPS mà tựa game này đạt được, cái tựa game đạt được. Và còn một điểm nữa đó chính là công nghệ Ansel, tức là anh em có thể chụp màn hình, chụp những cái cảnh trong game rất là đẹp, rất là tuyệt vời với những tựa game mà được hỗ trợ bởi Nvidia. Và nếu mà nói về quạt thì chiếc quạt này có là quạt 20B, dẫn tới cái việc đó chính là cái quạt này sẽ có một hệ thống tản nhiệt lâu dài về tuổi thọ hơn, giúp cho anh em có thể sử dụng chiếc quạt này lâu hơn và không cần phải thay quạt hay là sợ về vấn đề là quạt sẽ bị lệch trục hay gì hết. Và để cài driver cho chiếc cảm hình này thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là cái phần mềm tự động tìm driver của Nvidia, hoặc là vào trang chủ tải driver của Nvidia và tìm chiếc card của mình. Và đây chính là chiếc card GTX 1650 nhá. Rồi, với mức giá 6.899.000 thì chiếc card này thời điểm hiện tại nhá, thì mình nghĩ rằng là không quá là đáng để mua, tại vì nó quá là cao và giá bị đẩy lên hơi là khủng bởi vì cái vấn đề về thiếu hàng và bị gọi là đang vấn đề về đào coin. Thế nên là anh em hãy đợi một thời gian nữa để mua chiếc card này. Và còn nếu mà anh em muốn mua luôn thì hãy mua luôn đi, mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hữu ích và có nhiều thông tin thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì thực sự cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp các anh em tại một video sau.